Kính chào quý vị khán giả. Giáp Tết là một thời điểm rất nhạy cảm khi mà ai ai trong chúng ta cũng đều rất bận rộn để có một cái Tết đầm ấm sum họp bên gia đình. Tuy nhiên thì đây cũng chính là thời điểm mà những tên tội phạm cũng gia tăng sử dụng các chiêu trò nhằm lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Vậy những chiêu trò của những tên tội phạm trong dịp cận Tết là gì? Và làm thế nào để chúng ta có thể tránh được những chiêu trò này để không rơi vào những cái bẫy của chúng? Đây chính là nội dung của chương trình Tình huống nguy hiểm ngày hôm nay. Và chuyên gia sẽ giúp chúng ta trong chương trình là Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra Tội phạm. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với tình huống nguy hiểm đầu tiên. Em chào chị ạ. Ừ em ngồi đi. Vâng. Ừ em mới xin việc à em? Vâng ạ. Ôi giờ làm gì mà ngồi xa thế, ngồi cạnh đây. Ôi. Mà may là em đến sớm đấy, đợt này Tết nhất nhiều người xin việc chỗ chị lắm đấy. Mà em mà chỉ đến nửa tiếng nữa thôi là 30-40 người ngồi kia xếp hàng ấy. May mà đến sớm đấy. Mà đùa chứ nhìn em chị lại nhớ đến con em gái chị. Ôi chị cũng coi em như em gái thôi. Mà chỗ chị là không thu bất kỳ khoản phí nào đâu đấy nhá. Chị là chỉ giới thiệu cho bên kia thôi đấy. Vâng. Đang xem nào hồ sơ của em đây à? Chị ơi, em thấy trong tin đăng tuyển ấy thì là em sẽ làm vị trí lễ tân đúng không? Ừ đúng rồi em, từ từ để chị xem qua cái hồ sơ của em đã nào. Cứ tỉnh tĩnh. Mà Tết nhất đến nơi nhiều người xin lắm ấy mà. Chị cũng phải làm hồ sơ chứ em tưởng à. Mà chị có khoản phí nào đâu. Chị cứ xem xét thì chị ưu tiên cho em một suất làm lễ tân này. Cái căn bản là em ở quê thì cũng muốn có một khoản thu nhập về để mua quà cho bố mẹ, cả sắm cái váy, cái áo mặc ấy. Thì em thấy chị đăng tuyển thì em thấy cái công việc này cũng rất là ok và lương lại cao. Chiều cao cũng được đấy. Ừ mà chị nhìn em là người ta nhận ngay mà. Ừ trông cũng nhanh nhẹn xinh xắn. Trông cũng như em gái chị mà. Rồi được rồi, chị thấy hồ sơ như này là cũng ok rồi đấy. Mà chị bảo trước em bên này này, bên chị là em phải hiểu cho chị là như này này, bên chị không thu bất kỳ một khoản phí nào, em hiểu không? Chị chỉ là môi giới cho bên kia thôi, bên kia là sẽ trả cái tiền môi giới cho chị. Đó, về bản thân em thì phải ký cho chị một cái xác nhận và ký một cái bản cam kết là sau khi chị giới thiệu cho em xong công việc đó, em đã đồng ý làm rồi, thì em phải ký là một cái cam kết là khi em đã nhận được công việc đó thì em sẽ không có bất kỳ một khiếu nại gì đối với phía công ty chị, bởi vì là chị đã giới thiệu cho em xong rồi đúng không? Thì trách nhiệm là thuộc về bên công ty đó đúng không? Đó, và trước khi chị nhận em thì em cũng phải đóng cho chị một cái khoản phí, đó là cái phí đồng phục. Chị nói trước rằng là từ đầu là không phải là chị thu cái phí giới thiệu đâu nhá, đây là tiền em đóng đồng phục ở bên công ty kia thôi, chị là chị chỉ đi thu hộ thôi đấy nhá. Thế là em ký vào đây cho chị đi. Đây là cái giấy, đây cái này là giờ, cái tiền đóng đồng phục đây nhá, em ký vào đây cho chị. Đây cái dấu của công ty chị đây nhá, em ký vào đây. Và em phải viết một cái bản cam kết này. Đây chị soạn sẵn cho em rồi, em chỉ việc ký vào đây thôi. Là sau khi chị giới thiệu xong là em không có bất kỳ một khiếu nại gì đối với công ty chị, đúng không? Bên em có bất kỳ một cái vấn đề gì đó là bên chị là không chịu trách nhiệm nữa, sau khi chị đã giới thiệu xong nhá. Đấy. Mà đấy, cũng khổ phết đấy, chị giới thiệu cho chị có được cái tiền gì đâu. Em ký vào đây cho chị nhá. Đây này. Và đấy, chị không được cái phí gì đâu. Bên kia là người ta giả tiền cho chị cái tiền môi giới thôi. Nhá, chị không lấy bất kỳ khoản phí gì của em đâu đấy. Ký xong rồi chị ơi. Bây giờ là em sẽ nộp chị 200.000 đúng không ạ? Không, em 250.000 tiền đồng phục em nhá. 250.000 cho tiền cho chị nhỉ. Đây chị, em gửi chị 200 trước. Đây chị ơi. Đây em gửi chị. Được rồi đấy. Ok. Chị bảo này. Dạ. Em là xong rồi đấy nhá. Chị là bên chị là hết trách nhiệm với em rồi đấy. Nhưng mà em sang bên kia để làm nốt một số giấy tờ là xong. Sang bên gặp anh Huy ở bên kia nhá. Ừ, đây. Em cầm cái giấy này sang bảo là chị Yến đã ký rồi nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Được rồi, ra cổng rẽ trái em nhá, bên này này, phòng anh Huy bên này nhá. Vâng ạ, ok, em chào em nhá. Vâng ạ, em chào chị ạ. Em chào anh ạ. Gì đấy? Em vừa phòng chị Yến sang, chị Yến bảo là em sang gặp anh Huy đúng không ạ? Ừ, dạ. Em làm đơn xin làm lễ tân. Dạ. Vâng. Giấy tờ xong rồi.
Tại bây giờ là đồ 100 nhá. Tiền thôi nó lộng. Xong rồi cầm lấy rồi đi về. Ơ sao lại 100? Em vừa đóng cho chị Yến bên kia 250 tiền. Chị cũng bảo là nộp được một lần. Thế bây giờ là đôi co với cả tôi à? Thế bây giờ là tôi bỏ tiền túi ra nộp cho cô đúng không? Thế cô đi làm không? Thôi phải mất nhiều thời gian cho cô. Cầm tới đây về. Đóng 100 phải không ạ? Ừ. Dạ. Dạ em gửi anh ạ. Rồi đấy. Cầm tới đây về đây. Nhớ lấy điện thoại nhá. Có việc tôi sẽ gọi luôn. Vâng, thế là bây giờ em cứ cầm cái này về và khi nào mà bên mình điện lại thì sẽ đi làm đúng không? Ừ, sớm thôi. Có việc cái tôi gọi luôn nha. Em cảm ơn anh. Ừ, về đây. Em đi về. Mày là 24 năm rồi. Mùa 6 hôm nữa là Tết. Mà sao công ty không gọi mình đi làm nhỉ? Để gọi lại cho chị đánh nhỉ. Alo. Em chào chị ạ. À, chị Yến ơi, cái chỗ mà lễ tân khách sạn nào rồi ạ? Em đăng ký nhưng mà đợi nhà cũng gần tuần lễ rồi mà chẳng thấy bên mình gọi điện đi làm. À, Linh nhở? Ừ. Em ở bên lễ tân khách sạn đó gì? Ừ, chị biết rồi. Ừ, đợt em lúc đúng lúc em xin thì bên đấy nhiều người xin vào quá em ạ. Mà hết việc rồi. Hết việc rồi ạ? Thế bây giờ thì em phải làm như nào? Em nộp cho chị tiền hợp đồng rồi mà. À, chị sẽ tìm cho việc khác ạ. Vâng ạ, chị tìm cho em nhanh nhanh, tại vì cũng gần Tết rồi mà không làm sớm thì chắc là em phải về quê mất rồi. Ừ, em chờ chị nhá, mấy hôm khoảng tầm 2-3 ngày nữa chị điện lại, chị sắp xếp cho em công việc khác nhá. Ừ, rồi, em yên tâm nhá. Ừ, thế chị xong thông cảm với chị cái nhá. Ừ đấy, nhiều việc quá em ạ. Ừ, rồi, ok, ừ yên tâm nhá. Vâng, cảm ơn chị, có gì thì chị báo lại cho em nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Ừ, rồi, chào em. Mẹ gọi. Alo, con chào mẹ ạ. Vâng ạ, con cũng chuẩn bị đồ về quê rồi. Vâng, lát nữa con ra bến xe bắt về đấy ạ. Vâng, 28 Tết rồi mà. Vâng, đấy, vâng, con chào mẹ, con sẽ đi an toàn. Chả đi làm nữa. Đúng thật là vừa mất tiền vừa mất thời gian. Vâng, thưa chuyên gia Đỗ Cảnh Thìn, vào dịp Tết thì các hoạt động lừa đảo thường diễn ra như thế nào? Chúng ta biết là vào dịp cận Tết thì cái nhu cầu mà việc làm rất là căng thẳng. Nhiều người bận công việc sắm sửa rồi là công tác cuối năm dồn dập. Cho nên là cái nhu cầu kiếm thêm việc làm để tăng thêm thu nhập cũng là một nhu cầu chính đáng. Bên cạnh đó, cái nhu cầu mà có người giúp việc hoặc làm những công việc khác cũng là rất là tăng cao. Vì vậy cho nên nó xuất hiện một thị trường lao động, đó là thị trường làm thêm. Và chính trong cái môi trường đó thì lại xuất hiện một phương thức thủ đoạn của tội phạm, đó là phương thức lừa đảo qua hình thức tìm việc làm. Ở đây chúng ta thấy thường thấy xuất hiện các hình thức như sau. Thứ nhất là có các thông báo trên các cái mạng xã hội hoặc là trên internet hoặc là các cái tờ rơi hoặc những dán ở những nơi công cộng về việc tuyển gấp nhân viên phục vụ trong cái dịp Tết, như làm thêm giờ, chở hàng, trông nhà hay dọn vệ sinh, vân vân. Và cái đối tượng mà thường được nhắm đến chính là sinh viên, những cái người mà lao động ở phổ thông từ ở quê, các cái vùng nông thôn lên trên Hà Nội để kiếm thêm việc làm, để tăng thêm cái thu nhập và tạo một cái cho có một khoản tiền để phục vụ Tết. Nhưng cái thủ đoạn chính của đối tượng là gì?
thường là các đối tượng muốn đóng cái tiền tiền phí, lệ phí để qua đó chiếm đoạt cái khoản tiền của họ mà thực chất không có việc làm. Trước nhu cầu như vậy thì nhiều đối tượng là thông tin thông báo và với yêu cầu là người muốn có việc làm thì phải đặt cọc một khoản tiền trả như 100-200 nghìn chẳng hạn. Nhưng khi mà đặt cọc rồi, hẹn cái giờ, cái ngày đến để nhận việc thì đến, một là người ta có rất nhiều lý do để từ chối, giả như đã có người đến làm hoặc là không còn nhu cầu nữa, hoặc là anh chị đến muộn, hoặc là chúng tôi vừa giải quyết xong, vân vân. Và cái điều thứ hai là có nhiều trường hợp là khi đã thu được rất nhiều tiền của rất nhiều người rồi, tiền của rất nhiều người rồi, thì đột nhiên cái văn phòng đó hoặc cái trang mạng đó, cái thông tin đó ở cái trụ sở đó thì đóng cửa, không liên lạc được hoặc là không xuất hiện nữa. Cho nên là cái người mà có nhu cầu việc làm ấy thì bỗng nhiên mất khoản tiền. Dù với một người thì khoản tiền không lớn, nhưng cái đối tượng là người nghèo thì đấy chính lại là một thiệt hại trong dịp Tết. Và cộng lại rất nhiều như vậy thì cái đối tượng lừa đảo đã chiếm một khoản tiền khá lớn. Và đây là một hình thức mà chúng ta phải hết sức cảnh giác. Vậy theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được những hoạt động lừa đảo này? Để mà tránh đi cái rủi ro, hạn chế cái hành vi mà bị lừa đảo gây thiệt hại cho bản thân, thì trước hết mỗi người có nhu cầu việc làm thì cần phải tìm hiểu rất kỹ về cái thông tin mà cái việc làm đấy, thứ nhất là có phù hợp với mình không, thứ hai là cái địa chỉ mà người ta tuyển nhân viên để làm việc đấy, làm thêm đấy, thì phải biết rõ từ cái địa chỉ là danh gọi là số nhà, trụ sở, rồi số điện thoại, người đứng đầu các cơ quan đó, cái đơn vị đó. Cái thứ ba là cần phải đến trực tiếp và nắm chiếc thông tin là những cái việc làm ấy tôi sẽ làm ở chỗ nào, thời gian là bao lâu, người sử dụng cái lao động của tôi là ai, để nắm chắc như vậy trước khi chúng ta đóng khoản tiền vào để mà chúng ta nhận việc làm. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải có cái kiểm tra thông tin bên ngoài, chẳng như là cái đơn vị đứng ra, cái cơ sở đứng ra để tuyển người lao động trung gian tuyển việc làm này có được phép hay không được phép. Cái giấy phép ấy do cơ quan nào cấp. Nếu chúng ta kiểm tra càng kỹ thông tin như vậy thì chúng ta giảm bớt đi những cái rủi ro, những cái hành vi bị người khác là người ta sử dụng hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, chúc Tết qua điện thoại đã trở nên ngày càng phổ biến và thuận tiện. Đầu ra năm mới thì ai cũng mong muốn sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp. Tuy nhiên thì những kẻ gian cũng đã lợi dụng điều này để trục lợi. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tình huống thứ hai của chúng tôi. Ngồi được một lúc thì ông nhắn tin làm gì nữa? Nhắn tin nữa?
Ông nhắn qua tổng đài còn gì nữa. Mà ông nhắn cái gì dở hơi, nhắn cái chả nhắn cái gì. Cái tiếng 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 là cái gì. Thôi mà. Đâu, đấy. Nhắn đi chả chúc cái gì. Có tin nhắn gì đâu. Đây. Ông nhắn qua tổng đài còn gì nữa. Đây còn gì nữa. Tôi ấn chả thấy cái gì cả thôi. Tiếng 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 chả hiểu cái gì. Đây đúng số không? Không. Cái này ý, là lừa đảo rồi. Cái kiểu này trên mạng rất là nhiều. Cập nhật thông tin đi. Cái kiểu này ý, là nó sẽ cho mình gọi đến một cái số thuê bao đấy hay tổng đài, xong rồi mình sẽ nghe nhạc rồi mình mất tiền đấy. Công ty nó thử kiểm tra tài khoản vào xem. Ồ thế. Xem đi. Nhanh lên để tôi còn gọi nước vào. Ôi giời. Chết rồi, mất mấy chục rồi ông ơi. Chả cái dạy nào bằng cái dạy nào. Tôi tưởng ông nhắn, tôi quen với ông là Duy, tự nhiên ông tự nhiên ông tên là Duy thì làm gì, Duy bị lừa. Vừa làm cái thẻ 500 nghìn xong, còn 476. Ủa chết rồi. Đừng có kêu ca nữa nha, không phải mỗi mình tôi tên Duy đâu. Nào, thế thôi nhá, để tôi gọi nước đây. Ai bảo tự nhiên nghe làm gì. Được cơ mình. Thôi, coi như là mất tiền học đi, lần sau không bị lừa nữa. Vâng, thưa chuyên gia, hình thức lừa đảo bằng các tin nhắn nhằm trừ cước viễn thông trong các dịp lễ Tết thường diễn ra như thế nào ạ? Cái nhu cầu về tình cảm những ngày Tết ấy, thì nó rất là phong phú và đa dạng. Và nhiều người cần có một cái thông tin với nhau, rồi những lời chúc tụng với nhau trong dịp Tết, quà tặng với nhau và qua các hình thức rất là phong phú. Nhất là qua cái thông tin điện thoại hoặc là qua cái mạng Internet chẳng hạn. Thì đây cũng chính là một cái dịp mà nhiều đối tượng lợi dụng để mà lừa đảo, để cử trừ cước viễn thông và hoặc là chiếm đoạt tiền cước viễn thông. Cái hình thức mà lừa đảo qua hình thức là chiếm đoạt tiền cước viễn thông qua mạng viễn thông ấy, là mấy năm gần đây nó phát triển rất là phức tạp và đa dạng, rất nhiều hình thức rất là tinh vi và nó gây phức tạp trong đời sống xã hội, nhiều người cũng đã bị thiệt hại rất là lớn. Vậy phương thức mà kẻ gian đã sử dụng trong trường hợp nêu trên là gì thưa chuyên gia? Thường thì các đối tượng có cái sử dụng cái số điện thoại lạ gọi điện đến và sau đó thì không trả lời, nếu không trả lời và nhiều người sốt ruột thì gọi điện trở lại chính vào cái điện thoại đó và đấy, và khi tại những cái câu nói trả lời ở trong đó nó không bằng mục đích cụ thể gì cả, chỉ những cái chung chung lời chúc tụng hoặc là vu vơ, thì đấy là cái thời gian mà cái người cái thuê bao đó bị trừ tiền rất là nhiều. Mặt khác là có thể các đối tượng đã nhắn tin vào những cái số thuê bao đó với cái lời nhắn gửi rồi là chúc tụng, đặc biệt là mời gọi, nhắn vào những số điện thoại này, nhắn vào những số thuê bao này để qua đó sẽ nhận được quà tặng, nhận được lời chúc mừng bất ngờ hay là những cái gọi là những hình thức khuyến mại rất là hấp dẫn, và qua đó nhiều người vì tò mò hoặc là cũng vì coi là tin vào những cái lời mời chào đó đã thực hiện theo cái chỉ dẫn đó, thì đấy chính là lúc chúng ta đã bị mất tiền. Và thực ra mà nói thì những năm nay, gần những năm gần đây, cái mạng lừa đảo qua cái dạng đó nó mang tính rất là phổ biến, vì vậy nên là chúng ta cần phải cảnh giác. Vậy theo chuyên gia thì làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được đâu là các tin nhắn lừa đảo ạ? Theo chúng tôi thì tốt nhất là mỗi người chúng ta cần phải lưu ý những cái hình thức, chẳng hạn như là những người ta gọi điện thoại lại, gọi điện cho chúng ta bằng số thuê bao lạ chúng ta không quen, thì tốt nhất là chúng ta không gọi lại, bởi vì điều đó nó tránh ra rủi ro, bởi nhiều người họ nhiều đối tượng nó khai thác được cái số điện thoại của chúng ta qua nhiều kênh, nhất là hiện nay chúng ta sử dụng cái mạng xã hội Facebook, thì đấy là một cái thông tin rất là mở để cho đối tượng khai thác về cá nhân mình, trong đó có số điện thoại, và sử dụng cái thông tin đó để mà lừa đảo. Thứ hai là những cái tin nhắn mang tính mời gọi, dẫn dụ chúng ta gọi đến chỗ này chỗ kia để nhận lời mời, lời chào hoặc là nhận được cái quà tặng hay là nhận được hình thức khuyến mại này khác, thì tốt nhất là chúng ta cũng không nên thực hiện những cái việc làm như vậy, bởi vì nếu các cái chương trình có khuyến mại, có cái hình thức gì của các nhà mạng chính thức, chẳng hạn như là chúng ta có cái mạng Viettel, Vinaphone hay Mobile Phone chẳng hạn, thì đấy những nhà mạng có tính thức chính thức của nhà nước và người ta kinh doanh trên mạng đó, thì người ta có cái hình thức khuyến mại hoặc quà tặng dành cho thuê bao, thì
được thông báo rất rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và còn những cái số thuê bao đầu thuê bao lạ, những cái số mà cái đầu dịch vụ số lạ thì chúng ta tốt nhất là tránh, hạn chế để đỡ mắc bẫy. Tết đến thì những ai có quê xa cũng đều mong muốn được nhanh chóng trở về với gia đình. Và sự phát triển của công nghệ thông tin giờ đây cũng giúp cho chúng ta có thể mua vé một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhưng những tên tội phạm cũng nghĩ ra thêm những chiêu trò để có thể lừa lấy tiền của bạn thông qua việc mua vé online. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tình huống tiếp theo của chương trình. À, em đặt vé máy bay chưa? À, em đã đặt vé máy bay chưa? Em đã đặt rồi. Sao hôm trước anh đã bảo em đặt vé mà? Tất cả em vào dùng laptop. Có thế à? Em cũng tưởng đặt rồi nên em chẳng để ý. Hush. Thôi để em lên em xem. Sắp đến Tết rồi. Em lên tìm xem, sợ bây giờ không còn vé. Để em lên trên mạng em search thử xem. Suốt ngày game à? Anh ơi, vé giá rẻ của Vietnam Airlines, Vietjet, Vietjetstar hết rồi. Còn mỗi vé hạng C thôi mình đắt lắm. Anh đã bảo rồi là em đặt vé sớm đi. Thôi để em thử lên tìm chỗ khác. Bây giờ thử tìm xem có trang nào khác không. Bị khó ấy. Các bạn em sơ suất quá, em không để ý cái đấy. Anh ơi, em tìm được mấy cái trang web bán giá rẻ này, rẻ lắm. Đâu, anh xem nào. Đây này, anh xem đi. Giá rẻ. Em thử liên hệ với người ta xem nào. Rồi, thế để em đặt nhá. Có gì em cứ liên hệ với người ta nhá. Anh nói tiếp. Rồi, vâng ạ. Thế em đặt luôn nhá. Alo ạ, em chào chị ạ. Chị ơi, bên mình bán vé máy bay đi về Đà Lạt giá rẻ phải không ạ? Vâng ạ, chị cho em đặt 2 vé với ạ. Tầm khoảng ngày kia thì em bay vào giờ chiều. Vâng ạ, tầm khoảng 20 phút nữa thì em sẽ chuyển khoản cho bên mình qua tài khoản ngân hàng. Vâng ạ, rồi cảm ơn. Thì là đã xong. Alo ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Đúng rồi, đấy là thông tin của cả vợ và chồng em. Uầy, vợ cho em đừng ngồi ở ghế hạng C cơ ạ. Uầy, em cảm ơn chị nhá, chị tốt quá. Vâng, chị gửi cho em cái mã số vé để em check lại vé thôi. Vâng, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi em cảm ơn ạ. Vâng, chào chị ạ. Sao rồi? Em đặt vé xong chưa? Em đặt được rồi anh ạ. Em đặt vừa nãy thì chị ấy gọi điện thì là chắc em check lại vé rồi, check cả mã vé rồi các thứ chuyển tiền xong hết rồi. Mình nhận được 2 vé mà được ngồi hẳn ghế hạng C mà mất có mấy triệu đấy, 8 triệu. Đấy, anh thấy rẻ không? 8 triệu? Mà vé chỉ 2 người mà vé hạng C 8 triệu. Chị tốt cực ý. Em vừa ngồi, chị gọi điện cho em nhá, thì em lên check vé rồi check cả mã code các kiểu. Đúng hết rồi mà, thông tin của chồng mình đúng hết rồi mà. Đây anh cho anh xem này. Hình như là... sao thế được nhỉ? Đây để em bảo lại cho anh xem. Hôm trước anh đi vé thường nó... một vé đã gần 8 triệu rồi, làm sao mà hai vé được 8 triệu? Nó mất rồi. Em thử lại nhá. Sao không thấy nhỉ? Vừa nãy em vào được mà nhỉ? Trời ơi. Ôi anh ơi, đâu mất rồi nhỉ? Trời ơi, cô bị lừa rồi.
mấy cái trang này nó toàn lừa đảo thôi. À, chỉ vì tiếc tiền. Thế em đã chuyển tiền cho người ta chưa? Em chuyển rồi, thì chị đọc cho em mã số thì em check đúng thông tin vợ chồng mình, thì em chuyển lốt rồi đâu. À, rồi. Thôi xem. Vừa lại em check mà được mà nhỉ, sao giờ lại không được? À, em tin mấy cái trang ở trên mạng làm gì? Mấy cái trang giá rẻ nó chỉ là toàn đa cấp lừa đảo thôi. À, bây giờ về kiểu gì bây giờ đây? Chuyên gia có thể cho biết là kẻ gian trong tình huống này đã sử dụng những yếu tố nào để thực hiện hành vi lừa đảo? À, trước hết thì chúng ta thấy là những ngày Tết là cái nhu cầu đi lại rất là tăng rất là cao. Ai cũng muốn trở về quê đi lo công ăn việc làm để lo những ngày Tết, rồi đi thăm bạn bè hoặc chúc tụng, đặc biệt là những người xa. Chúng ta biết là cái người trong thời buổi kinh tế ngày nay và trong sự phát triển mở của xã hội ngày nay thì cái nhu cầu đi lại và cái khoảng cách giữa con người với nhau rất là xa, và người ta cần trở về trong dịp Tết này. Đây là một cái cơ hội, một cái điều kiện rất thuận lợi để các đối tượng mà kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Trước hết là chúng ta nói về hình thức lừa đảo vé máy bay qua các hãng hàng không. Hiện nay chúng ta, trước đây chúng ta chỉ có hãng hàng không Vietnam Airlines thôi. Hiện nay có rất nhiều hãng hàng không khác nhau, giá rẻ được xuất hiện và cái tần suất rất là tăng cao, cho nên là một trong yếu tố mà các đối tượng nhằm vào để mà muốn lừa và người ta đặt vé bay chính là khuyến mại giá rẻ. Các hình thức khuyến mại và hình thức bán giá rẻ của các hãng không cũng đều có, nhưng mà những cái đối tượng lừa đảo thì lợi dụng ăn theo cái hình thức mà khuyến mại đó, giảm giá đó để mà mời người khác đặt vé mua ở những đại lý của mình, những cái cơ sở của mình, để qua đó là người ta có được thêm được cái lợi ích hơn đối với người đi người có nhu cầu máy bay. Nhưng mà khi người ta đặt tiền vào đấy, người ta đăng ký vào đấy, người ta chuyển tiền vào đấy thì các đối tượng thường là không liên lạc được, hoặc là những cơ sở nó không đủ tin cậy. Và đến lúc hầu hết rất nhiều trường hợp đã ra đến máy bay, ra sân bay, khi làm thủ tục thì biết rằng mình đã bị lừa đảo. Vì vậy trên là do nhu cầu tăng cao, tình hình các hãng hàng không giảm giá và khuyến mại, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý trong cái việc là đừng để các đối tượng lợi dụng cái nhu cầu chúng ta muốn đi lại và nhu cầu chúng ta muốn được có một khoản tiền rất nhỏ để chi phí cho cái việc đi lại đó, là cái mảnh đất tốt cho các đối tượng được. Vậy làm thế nào để tránh việc rơi vào những tình huống nêu trên thưa chuyên gia? Thực ra cái thông tin về các cái việc khuyến mại giảm giá hoặc là các cái hệ thống các chuyến bay của các hãng không hiện nay thì tương đối là phổ biến rộng. Có điều là nhiều người hiện nay không chú ý, cho nên không cập nhật, không tìm hiểu một cách cặn kẽ, cho nên là dễ tin vào những cái lời mời gọi của các cái đối tượng, cái kẻ xấu mà nó lợi dụng này. Cho nên là tốt nhất chúng ta cần phải check những thông tin chính thức vào những trang web, những cái trang mà gọi là website, những cái website của các cái hãng hàng không. Cái thứ hai là những cái hãng hàng không này cũng thường có những thông báo công khai trên truyền hình, rồi trên các cái báo chí chính thống của nhà nước, và những cái ấn phẩm của các hãng không này. Cho nên là theo chúng tôi cần đặt ra là chúng ta cần phải đến những cái đại lý chính thức của các hãng hàng không. Hai là chúng ta đến những cái cơ sở bán vé của những hãng hàng không này. Và ba tức là chúng ta phải vào những trang web chính thức của hãng không này để chúng ta nắm thông tin, là một, chúng ta tìm hiểu giờ bay và các cái chuyến bay, và chúng ta đặt vé vào những địa điểm đó thì chúng ta bảo đảm được quyền lợi và đảm bảo sự chắc chắn. Còn những cái đại lý mà chúng ta chưa biết rõ, họ gửi tất cả thông tin đến mời gọi và giảm cái giá rẻ bất ngờ, thì chúng ta cảm thấy điều đó cần phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của Đại tá Đỗ Cảnh Thìn dành cho chương trình, và mong rằng tất cả mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ và an toàn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Gì đấy? Em vừa phòng chị Yến sang, chị Yến bảo là em sang gặp anh Nguyên đúng không? Dạ. Em làm đơn xin làm lễ tân. Dạ. Vâng. Giấy tờ xong rồi. Để được. À, em đặt vé máy bay chưa?